Xin chào các bạn, hôm nay Mộng Lan rất vui mừng được quay trở lại chương trình Chiến thắng ung thư để chia sẻ với các bạn về cái công thức đặc biệt, đó là công thức cho chế độ ăn dành cho bệnh nhân ung thư. Nếu như gia đình bạn có người thân bị mắc bệnh ung thư thì bạn hãy chia sẻ cái video này, hãy chia sẻ về Facebook của mình hay Zalo của mình để cho những người bạn bè của mình, những người quen của mình biết cách phòng tránh hay là thực hiện một chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư một cách tốt nhất. Đây là cái chế độ ăn mà đã có nhiều người mắc bệnh ung thư trên thế giới đã thực hiện và họ đã thoát khỏi bệnh ung thư từ 6 đến 12 tháng. Và Mộng Lan tổng hợp lại các bữa ăn dành cho cơ thể của những người bệnh nhân ung thư và với những cái món ăn giúp cho kiềm hóa cơ thể hàng ngày. Thì các bạn chỉ cần cam kết thực hiện cái việc này dành cho bệnh nhân ung thư của gia đình mình từ 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng và thường xuyên cứ định kỳ mỗi 1 tháng đi kiểm tra lại cái tế bào ung thư thì các bạn sẽ thấy có sự tiến triển rất là rõ rệt. Và các bạn hãy cam kết làm cái việc này thường xuyên hàng ngày đều đặn một cách nghiêm túc. Đối với chế độ ăn kiềm hóa cơ thể cho bệnh nhân ung thư này thì điều đặc biệt các bạn cần phải tránh xa gốc Mộng Lan, đó là không ăn thịt. Đó là điều đầu tiên Mộng Lan nhắc. Thứ hai là không ăn những cái gì liên quan đến đường. Điều đầu tiên, thứ hai Mộng Lan nhắc. Và điều thứ ba Mộng Lan muốn nhắc đó là có thể thì hãy không ăn những cái đồ mà chiên xào. Bởi vì chế độ ăn này, các bệnh nhân ung thư trên thế giới họ đã ăn và họ đã thoát khỏi bệnh ung thư thì hoàn toàn họ sử dụng bằng rau củ quả sạch. Ở đây chúng ta sẽ thấy là các loại rau có thể giúp kiềm hóa cơ thể và có các loại quả có thể giúp kiềm hóa cơ thể dành cho những bệnh nhân ung thư. Và các bạn hãy đảm bảo rằng mua những cái rau này là rau sạch, không có hóa chất, không có thuốc trừ sâu, và chúng ta sẽ dùng máy xay sinh tố hay là máy ép sinh tố để chúng ta lấy nước ép của các loại rau củ quả này chúng ta ăn và chúng ta uống hàng ngày. Và chúng ta sẽ ăn ngày 3 bữa với những cái loại rau củ quả này thì các bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt và có thể chiến thắng ung thư và phòng tránh bệnh ung thư. Thứ nhất Mộng Lan có thể chia sẻ với các bạn đó là những món rau ở đây Mộng Lan sẽ có liệt kê ra, đó là rau cải xoăn, bắp cải, cần tây, giá đỗ, đậu bắp, đậu xanh, tần tây, rau diếp, cải bó xôi, măng tây, xà lách, rong biển, cải xo, cải lơ xanh, rau má, củ sen hay là rau dấp cá. Đối với những cái loại rau này, các bạn có thể ép rửa sạch, sau đó thì ép với nước uống hàng ngày cho là 3 bữa, mỗi bữa một cốc sinh tố nước ép rau này. Hoặc một số những loại rau các bạn cũng có thể luộc nên ăn, nhưng mà các bạn nhớ là đừng có luộc nhiều, luộc chín mà luộc vừa chín tới thôi để đảm bảo các vi chất trong rau vẫn còn được giữ nguyên. Các loại quả các bạn có thể dùng nước ép để uống. Bởi vì tại sao chúng ta cần nước ép? Bởi vì chúng ta ăn thì cái lượng nó sẽ rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải ép để chúng ta lấy cái nước để chúng ta uống thôi các bạn nhé. Các loại quả chúng ta có thể ăn để tạo axit cho cơ thể, đó là táo xanh, quả lê, quả nho, cà rốt, cà chua, ngô, đậu Hà Lan, đậu nành, tỏi, quả bơ, dưa chuột, ớt chuông, dứa, bí ngô, củ cải đỏ, nước dừa, đậu nành, dứa, dưa hấu, bưởi, cam, chuối, hành tây, đu đủ, nghệ, đậu tương, củ cải trắng, mướp đắng, khoai lang tím và quả sung. Trong những cái bảng thức ăn này thì Mộng Lan sẽ thấy ở đây rằng là có những cái thức ăn mà giúp cho kiềm hóa cơ thể rất là tốt. Các bạn có thể uống nước cà rốt hàng ngày. Đặc biệt đối với những cái bệnh nhân ung thư và đang trong quá trình xạ trị thì cũng nên uống nước cà rốt ép để bảo vệ những cái tế bào lành tính. Còn những cái xạ trị nó chỉ tiêu diệt tế bào ung thư thôi. Và đối với Mộng Lan xem là những cái bảng thức ăn này thì có những cái thức ăn có tính kiềm hóa cơ thể mạnh nhất và đặc biệt đối với những bệnh nhân ung thư các bạn cần phải cho ăn thường xuyên hàng ngày. Ở đây Mộng Lan sẽ có thấy rằng sắn dây, bột sắn dây các bạn pha ra quấy đều với nước sau đó đun chín lên,
cho bệnh nhân ung thư ăn, và cái việc này là phải ăn thường xuyên hàng ngày các bạn nhé, để làm kiềm hóa cơ thể. Và các bạn cũng có thể là cái rễ của cây đinh lăng đó, cũng các bạn đun nước cho bệnh nhân ung thư uống hàng ngày, làm cho cơ thể kiềm hóa rất là tốt. Và tiếp theo đó là nhân sâm. Đối với ba cái loại thức ăn này đặc biệt làm kiềm hóa cơ thể cho bệnh nhân ung thư vô cùng tốt, các bạn nhớ cho Bộc Lan đó là bột sắn dây, rễ cây đinh lăng và củ sâm, nên cho bệnh nhân ung thư ăn hàng ngày. Tiếp theo là chúng ta đối với chế độ ăn khác, nếu như bệnh nhân ung thư vẫn có thói quen ăn ngày 3 bữa thì các bạn hãy cho ăn các loại đậu, giúp Bộc Lan, đậu xanh, đậu đen và đậu tương, để cho bệnh nhân ung thư có một cái bữa ăn giúp cho cơ thể kiềm hóa, bởi vì là tế bào axit sẽ phát triển rất mạnh ở trong môi tế bào ung thư sẽ phát triển rất mạnh ở trong môi trường axit. Chính vì vậy mà chúng ta làm cho cơ thể chúng ta kiềm hóa bằng cách chúng ta ăn những cái thức ăn kiềm hóa vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ làm cơ thể chúng ta tăng cái độ kiềm lên, tăng độ pH lên, thì tế bào ung thư sẽ không thể phát triển được, và đến một cái ngưỡng nào đó tế bào ung thư sẽ tự chết và sẽ bị tiêu diệt. Và tăng cái hệ miễn dịch bằng cách uống canxi hàng ngày thường xuyên đều đặn thì theo tế bào ung thư sẽ có thể rằng là tự động sẽ bị tiêu diệt, bởi vì cơ thể chúng ta là một bệnh viện hoàn hảo. Các bạn hãy thực hiện đúng cái chế độ ăn này, thì trong thời gian từ 6 đến 12 tháng các bạn nhớ chỉ ăn những cái thức ăn này thôi, không ăn cái gì ngoài khác những cái thức ăn mà Mộc Lan đã điểm danh ở trong cái video này, thì chắc chắn những bệnh nhân ung thư sẽ thoát khỏi ung thư. Và video thức ăn cho bệnh nhân ung thư này, Mộc Lan hy vọng rằng những người thân, những người vợ, những người con, những người bố mẹ có người thân bị mắc bệnh ung thư hãy thực hiện một cách nghiêm túc để giúp cho người thân yêu của mình có thể thoát khỏi bệnh ung thư một cách nhanh nhất, sớm nhất. Và nếu như các bạn cam kết thực hiện những cái điều mà Mộc Lan hướng dẫn này, thực hiện những cái món ăn mà Mộc Lan hướng dẫn này, tránh xa những cái đồ mà tạo axit cho cơ thể, và khi mà người thân của mình thoát khỏi bệnh ung thư thì hãy vào video chương trình chiến thắng ung thư like, comment và chia sẻ để lan tỏa giá trị cho cộng đồng, bởi vì ngoài kia còn rất nhiều những người bệnh nhân ung thư không chỉ ở Việt Nam và nước ngoài vẫn còn đang mắc bệnh rất là nhiều. Hãy thực hiện nghiêm túc, đều đặn và thường xuyên từ 6 đến 12 tháng để thoát khỏi bệnh ung thư, và hãy like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh Chiến thắng ung thư để chúng ta có thể lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.